cảnh quan qua xe của sao đó để lấy xe sau. Bây giờ khói bốc khói kìa. Đâu? Đó. Chạy. Chứ bác ba nghỉ mà bác ba không chịu luôn. Hả? Chứ ông nghỉ mà ông không chịu luôn không qua. Ừ. Vậy chứ mình còn ăn cơm nấu rồi còn làm gì cho con cháu tiếp nữa. Mơ mốt là khỏi tới bệnh. Thì cầu chúc cho ông ngoại là mau hết bệnh đang đi tới lui chơi. Mà chuyển rau củ quả này lên cho mà mấy người khu cách ly với phong tỏ đồ đó cho người ta ăn nặng nó nhiều sức khỏe đặng cho nó mau hết bệnh đặng về quê mình đâu. Mệt không anh? Mệt thì có mệt mà gắng cố gắng cho bà con mày đặng có lương thực rồi ăn đặng khỏe mạnh. Dạ. Không, mình cũng không biết nói gì hơn. Mình cũng cầu cho quốc thế dân an, mưa thuận gió hòa, đại dịch thiên Covid đều qua nha. Sài Gòn ơi, cố lên. Dạ Bùi Hồ xin chào quý anh chị. Thì Bùi Hồ với lại chú Út cùng các anh em ở trong team sẽ đi trưa nay sẽ đi gom rau củ để tập kết về một cái nơi, sau đó sẽ chuyển hàng lên Sài Gòn. Và đợt này thì Bùi Hồ sẽ chuyển cho một chị Yến ở quận Thủ Đức của Sài Gòn và một cô ở khu Phong Tỏ rất là cần nhiều rau củ luôn. Nên hôm nay thì cũng như lần trước thì Bùi Hồ sẽ chuyển hơn 2 tấn rau để lên Sài Gòn. Và để có được video clip những ngày hôm nay thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn một chị giấu tên ở Canada đã ủng hộ cho Bùi Hồ, và chân thành cảm ơn chị Yến ở Sài Gòn để cùng chung tay giúp cho Sài Gòn vượt qua khó khăn trong mùa đại dịch này. Mình thì với lại chú đi xe này, ngoài sau thì còn 2 chiếc xe ba gác với lại ông Dượng ngoài trước nữa. Chạy nhanh một chút coi. Và hiện nay thời tiết cũng khá là nóng luôn á. Các bác anh chị không biết có thấy được không, thời tiết hôm nay là rất là nóng bức. Sẽ tiếp tục một hành trình còn rất là nhiều, rất là dài, và mong thì cô bác quý anh chị là mạnh thường quân thì chung tay cùng nhau với Bùi Hồ góp sức để mà cho Sài Gòn qua đại dịch này. Tại có rất là nhiều bạn và rất là nhiều cô chú nhắn tin cho Facebook với Bùi Hồ rằng là ở nơi của cô chú đó là không có một trồng rau khoảng nửa tháng nay. Mì thì có thể là có ăn, gạo có ăn, nhưng mà không có một trái dưa leo luôn. Ở trong những cái video clip trước Bùi Hồ quay về những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì có quay về hình hài có anh Giang, thì lúc đó thì anh Vũ, anh chạy xe ba gác này là anh Vũ, anh làm bên thợ hàng, thợ hàng bên sắt á. Rồi sau đó thì anh chắc có lẽ là coi được cái clip của mình về cái chở một cái chuyến xe mà hôm đó ông chú chở là chăn cái bánh xe xuống sông luôn. Thì hôm nay thì anh Vũ có mở lời là nói là với Bùi Hồ với lại Đạt á, là khi nào mà có chở hàng rau củ lên Sài Gòn thì cho anh hay và anh sẵn sàng và anh chở. Bây giờ không dám lấy xe đó đi nữa. Nhờ Vũ ngỏ lời mới lấy 2 xe của Vũ đi. Đúng rồi. Để gì mới lọt khoảng 2 đó. Thì này nếu sọc vô. Dạ ha. Chắc được nhiều, xe này chắc được nhiều à. Nếu sọc vô được. Dạ. Cái đải người ta đải hữu qua á. Nó đải một qua một thấy được cái đải được, sống vô cái sống vô cái được nè. 1 tấn 2 dưa mà. Sống vô thì được đó, em được không? Không có xe anh Vũ. Không có xe anh Vũ là khó có đường hết á. Dạ, xe này lực quá. Xe này quá im rồi. Nhà anh Vũ là lâu hết lắm, biết gì nào hết. Cái này anh đi giữ cái gì rộng rồi nhỉ? Giữ cái này đó không quay được. Rồi này thêm dưa leo đủ hết chưa chú Tân? Dưa leo còn nữa ha. Chạy chích chích. Nhớ tới đây xịt ta. Dạ. Chắc cho giáp xe này hay sao? Dữ thiệt luôn á. Thương xe anh không anh Vũ? Không hả? Cảm ơn anh Vũ nhiều nha. Anh chàng đẹp trai. Này có chanh luôn. Lát đó phải dài dây băng lại mới được chứ.
cho ổng giống cho bà nghe. Cho ổng giống cho bà ăn đó. Tới xe này có đạt chạy nè. Xe này cũng nhiều à. Bằng luôn à. Chạy này. Hai xe. Ở bên kia một cái xe đầy nữa kìa. Xong chưa chú? Không biết ngoài chéo không? 1 tấn 2. Bữa nay lên 4 ngàn hả chú? 4 ngàn mới rồi đó. Bữa hôm 3 ngàn rưỡi vậy? 4 ngàn á. Dạ hả? Ừ. Ờ, có qua. Có qua được 101 hả? 100 cải 20 ký chanh 5 triệu 900. Cho 100 ký viên. Cho 100 ký dưa. Tại gan tấn 3 dưa luôn. Là 5 triệu 980 ngàn. Đợt 3 này đã chuyển lên Thủ Đức. Dạ, xe đậu tập kết đằng kia. À, chiếc xe này có anh chị là của anh Vũ. Chiếc xe mà trước là của Đạt chở. Nãy giờ chạy rất đâu 5 lần anh vô. Nãy đi chở đâu rồi. Rồi. Chở được không? Sao đạp bên đó được đạp? Luôn được không? Đúng là cái hành trình. Hình như là đạt là lần nào chở cũng rất chân đạt. Hả? Sao anh Vũ chở không rất mà đạt chở rất rồi ạ? Nè. Ngay đây. Sao lần này là phải rút kinh nghiệm nghe chưa? Đạt. Rất là quá mệt này rồi, quý vậy. Nắng kinh khủng. Nói chung là khi nào mà Sài Gòn mà nó bớt giãn cách hết dịch đồ mới hết chở cái hành trình gì hả anh Vũ? Dạ. Thế đi chừng nào ấy là kêu. Nè. Dạ. Qua xe qua sao để lấy xe sao công dành luôn cái trời đúng là tai nạn nữa cái gió chạy nó có giặt qua giặt lại luôn rồi. Quá quên chị quá mệt luôn. Coi, cống này luôn nè anh Vũ. Trong miếng này luôn. Trời ơi là trời. Xe này lấy ra. Sao ủi vô nó vậy? Nãy là đạt tích lũi xuống sông hồ. Lũi xuống kinh rồi cô bác đến vậy. Sao ghê vậy? Cống này luôn rồi Đạt ơi, ngừng lại. Bây giờ mày để cho anh Vũ lái chiếc này đi Đạt. Ha. Anh Vũ ơi. Anh qua lái chiếc này đi. Lái chiếc này thử anh Vũ. Đâm rồi, sao đặt dữ ta. Nãy chút xíu rớt xuống kinh luôn rồi. Nãy cảm giác sao mà muốn lủi kinh rồi Đạt. Nó vòng quá, nó hát cái bánh đậu bay qua bên quẹo qua luôn. Ông quay lại cho cô bác thì không bao giờ có được. Để tôi chạy thử cái này. Chứ đó đâm hơn cái này đó hả? Không có chạy không được, nó không có chặt qua chặt lỡ. Đó, nó công dành vậy có sao không anh Vũ? Không, nó vậy. Hư xe luôn. Được không? Chạy từ từ, chạy từ từ, không có được.
gặp xe tải phải ngừng lại nha. Đúng không anh? Chạy nãy là lạc bạc là sắp lũi mấy lần luôn cô bác của anh chị. Nãy cầm chân lên hết được luôn anh Vũ. Sợ nó lũi luôn á. Quá nặng rồi. Không phải hành trình chuyển giao cũ dễ. Để mà hỏi Đạt coi nó chạy được không. Sao chạy được không? Xe này giỏi hơn xe đó không? Xe kia muốn hư luôn rồi. Xe kia muốn hư luôn rồi. Chắc nó dẹo bây giờ luôn à. Chắc nó quanh dành luôn hả vậy? Quanh dành xe kia có quanh mà dẫn sao thì báo rồi thấy xe kia đó. Trời ơi trời. Quanh dành luôn rồi cô bác cái gì. Ra khối luôn rồi trời. Kìa. Nhất. Trời ơi là trời. Thấy bắn khói đứng chết máy luôn anh. Nó còn chạy không? Tắt luôn tới đây tắt luôn. Tự tắt nha. Vậy là quá nóng anh vô. Nóng, nặng lắm ba. Mấy lần luôn rồi trời. Cái xe này cái đầu quỷ dữ không biết. Hả? Rồi. Đậu ở trên đó không Huy? Chưa ngay chỗ ngã ba luôn Huy. Đúng rồi, hướng đằng lát mình xuống cái đò. Cái hiện trường chút xíu nữa lạc đạt lỗi xuống đó luôn rồi. Trong cái ấy luôn đó là khu ở trên đâu là cái nhỏ không tới mình không biết rồi. Trời ơi trời. Sao lỗi hoài đặt. Nó nghiêng nè, nó nghiêng cái bánh xe nó nghiêng cái xe mình nghiêng quật sao. Cái xe cao nó dò gió tới đó cái mình đạp lại không được, đặng mình lái lên. Cái chuyện gì mới giờ xảy ra không? Rồi. Chiếc xe thằng Đạt nó chạy một cái chiếc là nó muốn ủi xuống sông, bóc bên đầu lên tẹo đầu. Một cái chiếc là bốc khói luôn. Xui dữ vậy. Hả? Này xui dữ à. Ghê dữ ha. À. Ghê đó. Ghê đưa đủ hết vậy không? Còn xe cút vừa vậy sao nè. Giờ khói bốc khói kìa. Đâu? Đó. Trời. Chở thằng 500 kg đưa đủ. Thôi tắt đi, tắt đi. Tắt đi ra cho cháy trời ơi. Nó cháy. Thôi. Quay luôn. Nó đổ bát tao cái dịch tình. Nhảy ra được. Đu đủ này đợt này ngon không? Ngon ít mỗi dịch ha. Thôi có dịch cho anh à. Thấy gì chứ mỗi dịch à. Đây. Đó. Đây test luôn á.
tao thử. Rồi bây giờ tiền đu đủ con gửi cho chú luôn ha. À, tiền đu đủ là con của bác ba là mua tấn mốt tấn hai đụng tấn hai là 2.4 triệu. 2.4 triệu. 2.4 triệu bây giờ tao với ông ba gù tiếp 100 ký. Là còn lại 2.2 triệu. Dạ. À không. Để đó đi, chút 2 triệu 2 thì chút xíu nữa con đưa cho. Cho đủ xíu trước, đừng sao? Rồi bây giờ còn người ta cho là... cho thêm cái gì? Với là chú với ba gù là cho thêm 2 bịch còn tơ. Ừ. 2 bịch mướp. 1 bịch dưa leo với nửa bao bắp. Ở đây thì mình chuyển ở Thủ Đức với là quận 9. Hai nơi khác nhau và phải chia làm hai. Đầu tiên là 500 ký đu đủ. Sau đó là tới 600 ký dưa leo. Tháo này ra dưỡng rồi. Cái đó để chút 500 dưới xe kia đi. Cái này luôn mới đủ 500 phải không? Ở trong nhà không là dư là dư mấy ký luôn. Cái này mấy cái bọc luôn dưới xe đó dạ. Là chung đó, mấy bọc á. Cái đó là gì? Chậm lên luôn. Chậm từ từ chậm. Chút mấy cái bọc mình chồng sao đây. Đổ lòng dưới đi. Nặng dữ chú. Bọc 20 ký. Để mấy bọc lên luôn phải không? Không, đủ mà để nó chia đâu. Là cái à. Cái thùng nghe tụt bọc vô leo ra ngoài ta. Không tụt. Cái này là mướp. Mướp để ở trên đây. Đây là mồng tơ. Cái này ở trong luôn đặt tại này bên chú ba cho. Bác ba cho. Bác ba cho. Rồi, dưa leo tới dưa leo. Tao với bác ba mà dạ. Cho là một bên là 50 ký đu đủ. 600 phải không? 600 bọc 10 ký phải không? Dạ, 60 bao á, 60 bạch. Bọc phải không? Dạ. Nãy giờ chắc hết một chắc này dễ nhớ mà Heo Huy. Tiếp theo là 500 ký đu đủ, 600 ký dưa leo. Với lại 50 60 ký cải thìa. 50 ký khổ qua nữa. Nãy sao cho đích xe lại đây cho gần dễ trời. Để nói người đông mà. Nói người đông. Rồi, hỏi ông ba. Nó phá giác sao không? Chú ba. Bác ba chứ. Ừ. Năm nay nhiêu tuổi rồi? À, 63 rồi. 63 mà dắt bịch đu đủ 20 ký nổi luôn. Ta tờ 50 cũng làm được mà đều đi dò không nổi. Rồi đi dắt. Còn ấy được không? Được rồi gái. Chú bác ba nghĩ rồi bác ba không chịu luôn. Hả? Chú ông nghĩ mà ông không chịu luôn không ba? Ừ. Vậy chứ mình còn ăn cơm nổi rồi còn làm gì cho con cháu tiếp nữa. Mơ mốt là khỏi ta bệnh. Dạ. Làm từ thiện mà. Huy lấy hàng đi sớm ngon lành luôn á. Người nào người nấy đổ mồ hôi hết trơn. Nãy xe kia hoạt động hết công sức luôn. Người ta cũng hết công sức luôn. Khói lên ổng ổng luôn. Vậy là đi chiến mình đầy xe luôn hả? Xe 1 hả? Dạ đi xe 1 là 2 nơi luôn bác ba. Hai tấn mấy ngon luôn ha. Cái này tải bao nhiêu? Cái này 2 tấn rưỡi anh ơi. 2 tấn rưỡi hả? Bây giờ đủ 2 tấn rưỡi luôn. Không tới là không được. 2 tấn rưỡi còn dư được 200 ký. Vậy hả? Đi. Chậm tí. Ngồi chậm vô nó chậm. Rồi. Tới dưa leo. Rồi. Lên dưa leo đúng không? Dạ, tới lên dưa leo chút. Lên dưa leo. Bác ba quá lực bác ba ơi. Cười kéo bác ba. Nói là gì với người Sài Gòn ơi. Thì cầu chúc cho ngoại là mau hết bệnh đi tới lui chơi. Những tám nói là gì với người Sài Gòn ơi, mệt không? Mệt thì có mệt rồi đó. Nhưng mà chuyển rau củ quả này lên cho mà mấy người khu cách ly với phong tỏ đồ đó cho người ta ăn nặng nó nhiều sức khỏe đặng cho nó mau hết bệnh đặng về dạ. Quê mình đâu rồi rồi cảm ơn Dượng.
tên Vũ nè, mệt không anh? Mệt thì có mệt mà gắng cố gắng cho bà con mày, đừng có lương thực rồi ăn vẫn khỏe mạnh. Dạ. Nãy hôm nay là hao hao nhiên liệu, hao tài của anh nhiều quá. Không có gì đâu. Xe này có nghĩa này cũng dạ. Đại thọ quá dạ. Đập rồi con nữa. Dạ. Cái. Có ít còn nhiều phải không? Rồi tới chốt luôn đi. Không, mình cũng không biết nói gì hơn. Mình cũng cầu cầu cho quốc thế dân an, mưa thuận gió hòa, đại dịch thiên Covid đều qua nha. Sài Gòn ơi, cố lên. Ê, đã đạt. Rất là mệt rồi. Quá mệt. Nói gì không? Nói gì với mấy người Sài Gòn hả? Không, không nổi, mệt nó không nổi nữa. Khi mà anh làm hư xe rồi ta. Ủa, nay xe hư hả? Đạn nó chạy văng kinh luôn. Trời, đạn chạy xe kìa, xe đó là văng kinh luôn. Bắp mồng tơi chứ ở trong hàng trăm là có bịch mồng tơi, bịch mướp hay gì rồi đó. À đúng rồi, nó chia ra đó, chia ra hai chủ á. Vừa đủ tải không Huy? Không, dương 200kg. Chiều này cũng còn thơ rồi đó. Rồi anh gửi tiền cho em luôn Phi ơi. Lấy nhiều? Em không biết lấy nhiều giờ luôn á. 50 ngàn đúng không? Vô đây anh là gửi tiền luôn. Nè, anh mời, cái này là chủ nhà mời. Anh Vũ đâu rồi? Có chưa? À, mày Vũ? Có rồi. Đặt kìa, nó không đặt kìa. Này là miễn phí, đặt đâu rồi? Rồi, miễn phí. Đặt xe hư đâu rồi? Về anh. Rồi chút xíu anh chờ gửi cái số điện thoại đó qua luôn. Okay. Rồi bây giờ vậy nè, anh sẽ gửi tiền. Rồi. Nhiều đây anh gửi rồi Huy. Trên đó em khỏi lấy. Mấy 27 thôi anh đây. Làm tôi chế cho thấy không? Làm tôi thiện luôn. 2 triệu. Này là 2 tấn 7 ha. Dạ. Rồi. Rồi anh thay mặt bà con cảm ơn em luôn nha. Ăn mấy giờ tới heo Huy ơi? Nhớ mơ bước với tao điện chạy giúp liền á. Dạ rồi, cái này nếu qua đò không xuôi chạy khoảng chừng 3 tiếng rưỡi tới Sài Gòn à. Ừ. Đứa con này ốc ke đúng không? Sẵn gửi tiền cho... Dạ chưa chút xíu. Ờ sẵn đây luôn con gửi tiền... Đu đủ nè. Bóc ba. Cũng như 1 tấn 2 là 2.4 triệu. Rồi chú với bà gù tiếp cho mày 100kg là 200.000. Còn 2.2 vô gửi cho bác gù. Dạ. 2 triệu. 2 triệu mấy bác? 2.2 triệu. Ờ. 2.4 triệu mà hai tao ta hiến vô là... Hôm trước thì có một cái chuyến đi Sài Gòn và hôm nay thì gặp được Huy rất là may luôn. Xe thì lại được chi phí lại được rẻ hơn. Và đi sớm hơn. Mong là rau củ sẽ lên trên đó sớm cho ít bị... Chắc nó ít bị dập hay không Huy? Dạ. Và đợt này thì cũng nhờ một chị giấu tên ở Canada. Và tất cả các mạnh thường quân và để chuyển cho chị Yến ở Sài Gòn. Và... một cái khu phong tỏa ở quận Thủ Đức và khu phong tỏa quận 9. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Tổng chi phí ủng hộ rau củ cho khu phong tỏa quận 9 và quận Thủ Đức, thứ nhất là 1.100kg đu đủ, giá đu đủ là 2.000 đồng một ký, là 2.200.000 đồng. 1.200kg dưa leo, giá 4.000 đồng một ký, là 4.800.000 đồng. 110kg khổ qua, giá 5.000 đồng một ký, 550.000 đồng. 100kg cải thề, giá 5.500 đồng một ký, 550.000 đồng. 20kg chanh, giá 4.000 đồng một ký, 80.000 đồng. Xe tải vận chuyển 2.700.000 đồng. Tổng cộng toàn bộ chi phí là 10.880.000 đồng. Toàn bộ chi phí được chị Yến ở Thủ Đức, Sài Gòn ủng hộ 4.500.000 đồng. Hai là một chị giấu tên ở Canada ủng hộ 6.380.000 đồng. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã ủng hộ và đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV giúp bà con khó khăn. Xin chúc các mạnh thường quân sức khỏe và an lạc. Đây là hai thước phim do chị Yến ở quận Thủ Đức và cô Chính ở quận 9 ghi lại để gửi cho cô bác quý anh chị xem trong cái quá trình mà nhận rau củ và chuyển cho những khu cách ly ở Sài Gòn. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Yến ở Thủ Đức, Sài Gòn đã ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn một chị giấu tên ở Canada đã ủng hộ toàn bộ chi phí cho Bùi Hồ thực hiện video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau.
Ờ hồi nãy hai người kia đi là nhiêu? Nãy hai người đi là người 8, hai người 16. 16 còn 24. Còn lên cho mày hai coi luôn. Nãy Diễm nó kêu chừng nào có. Quay nè, anh quay mai gửi. Đó chính xe chuẩn bị về vô chính ơi. Rồi cảm ơn chính rất nhiều. Đại diện hẻm chùa. Cảm ơn em. Rồi xe đang chuẩn bị ghé vô cặp bến nha. Nghe đâu 1 tấn 8 nha. Quà quay mặt lên coi cho quà. Hôm kia tối quá. Không kêu phim lên gỡ, quay từ ngắn gỡ được. Đó chính, quà khu phố đang xuống hàng phụ á. Nè đồ đang xuống rồi ba Minh. Nói chung là hẻm 15 có phước.